Tam Anh xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị luôn được ấm áp trong tình yêu thương của gia đình và người thân. Xin gửi đến quý vị một bản tin mới rất cảm động tại Việt Nam. Đó là người phụ nữ Sài Gòn một thời giàu có, 94 tuổi, sống gầm cầu, bán vé số. Bà tự lưng vào gốc cây trong công viên, sát lề đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Thành Hồ. Chiếc dù màu xanh nhầu nát là vật che nắng che mưa cho bà. Đôi mắt bà lãng đảng nhìn về xa xăm. Buổi sáng của bà cụ bán vé số, Bà có mặt tại đây từ 6 giờ sáng do một anh xe ôm chở đến, gương mặt bà rất phúc hậu, da bà nhăn nheo, dấu ấn của thời gian 5 tháng. Hỏi thăm về bà, được biết bà tên là Lê Thị Tuyết, 94 tuổi, quê bà ở Đồng Tháp, nhưng bà sống tại Sài Gòn từ rất lâu. Bà đi bán vé số và trụ lại ở đây đã nhiều năm. Hiện tại, theo lời bà, bà không có bệnh tật gì lớn, chỉ một vài bệnh vặt của người già, sức khỏe tốt, Hàng ngày, bà ngồi từ 6 giờ sáng bán hết 100 tờ vé số thì về. Bà nói với chúng tôi, bà già thì già nhưng không làm thì buồn lắm. Thôi thì mỗi ngày ra đây, ngồi cho có đồng ra đồng vào, nhìn thế sự xoay vần cũng vui. Chúng tôi hỏi thăm về cuộc sống của bà. Bà cho biết, bà sống hoàn toàn là nhờ vào người dân. Mỗi ngày bà bán được 100 tờ vé số, kiếm được 100.000 đồng. Anh xe ôm đưa đi, đón về, chỉ lấy tiền xăng người đi đường bà con tốt bụng thì thường xuyên mang đến tặng bà những hộp cơm những tô cháo thật ấm lòng nhờ vậy mà những ngày cuối đời của bà trôi qua êm đềm và lặng lẽ ngôi nhà dưới gầm cầu gần trưa những tờ vé số cuối cùng đã được bán hết bà xếp gọn đồ đạc để chuẩn bị về anh xe ôm đưa bà đến giờ đón bà về chúng tôi từ biệt nhau bà không quên mời tôi ghé lại thăm nơi cư ngụ của bà đó là căn nhà nằm dưới gầm cầu Him Lam, dọc theo sông Ông Lớn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Hôm chúng tôi đến, cửa đóng hờ, bên trong im lặng như tờ. Căn nhà chưa được 10 mét vuông, xây dựng trên khu đất rộng, nhà làm bằng vật liệu rẻ tiền, thậm chí có cả những thứ phế liệu được chấp vá thành nhà. Nhìn bề ngoài, căn nhà ẩm thấp, bên trong càng bề bộn hơn. Bà hỏi chúng tôi, chú vào đây, chú có dám nghĩ trước đây tôi là người nhà giàu ở Sài Gòn này không? Nhưng không đợi chúng tôi trả lời, bà nói tiếp: "Ngày trước tôi có ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Hưng Đạo, gia đình tôi thuộc loại khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, tôi trở thành tay trắng. Bà có bốn người con, nhưng một người đã mất, ba người còn lại thì hai người giờ đây rất khá." công việc ổn định chỉ có người con đầu dính vào ma túy gây ra cảnh nhà tan cửa nát năm nay đã ngoài 50 tuổi người con này của bà đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện với thời gian là hai năm nay đã được một năm rồi nhắc đến người con này giọng bà như đanh lại chú biết không thời gian ở tù có thể là hơn nửa tuổi đời của nó nó bị bắt rồi ra tù ra tù rồi vào lại Cứ như vậy diễn ra liên tục Mỗi lần nhìn nó lên cơn Tôi không chịu được Nó vật vả đau đớn Rồi nó phải tìm cho ra tiền để cắt cơn Cứ thế rồi tôi phải bán căn nhà Ở đường Trần Hương Đạo với giá 35 lượng vàng Chỉ một mình nó Xài hết Hai đứa em không lấy một đồng Một thời gian thì Của cải tiêu tan tay trắng Thành trắng tay Không nhà không nơi cư trú Tôi đến nơi này để sống những ngày cuối cuộc đời. Thấm thoát mà đã 6 năm rồi, tôi không về ở với con, mà chỉ muốn ở đây để chờ đứa cai nghiện trở về. Tôi đã dành cho nó một chỗ ở trên cao kia. Khi nào nó dọn về thì làm chỗ ngủ. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Bình Hưng thừa nhận, bà Tuyết đã cư ngụ dưới gầm cầu Hiêm Lam từ 5 năm nay. Bà có ba người con, trong đó một người đang cai nghiện. Bà Tuyết không có hộ khẩu tại địa phương này. Bà từng ở với con trai, vốn là dược sĩ, tại khu dân cư Trung Sơn. Được một thời gian thì tìm đến gầm cầu dựng nhà trú ngụ với lý do sống không được thoải mái. Gia đình bà Tuyết đủ điều kiện về kinh tế. Bà Nga cho biết thêm như vậy, nên chính quyền địa phương chưa có hỗ trợ chăm lo gì cho bà. Sắp tới đây, Ủy ban dân xã sẽ vận động bà Tuyết trở về chung sống cùng với các con. Nếu bà không đồng ý, chúng tôi sẽ vận động các con của bà đưa bà vào trung tâm dưỡng lão để có điều kiện chăm sóc. Thưa quý vị, đọc xong bản tin này, hẳn là chúng ta sẽ rất là nhiều suy nghĩ. Như chúng ta đã biết, cha mẹ nuôi con thì biển trời lai láng. Con nuôi cha mẹ con tính tháng kể ngày. Đó là những câu thơ xưa nay được giáo dục cho rất nhiều thế hệ từ cha ông chúng ta, cha mẹ chúng ta truyền lại từ đời này qua đời khác. Ví như là câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay là nước biển bao la không đông đầy tình mẹ mây trời lòng lòng không phủ kín công cha nghe câu chuyện trên sông thì tâm anh lại ngẫm nghĩ đến cuộc sống và đời người nên mạng phép chia sẻ thêm với quý vị người mẹ thì thường hay thương yêu con dẫu biết rằng một cây lúa sinh ra đời thì phải có lúa chín và lúa lép một ngón tay ở trên làng tay của mình nó vẫn có ngón dài ngón ngắn sanh ra con cái thì cũng có đứa giỏi, đứa dở, có đứa thành, đứa bại. Nhưng mà tình thương cha mẹ rất là bao la, thường thì hay giúp đỡ những người con dở và nâng đỡ cái người con dở đó lên. Có khi đó là người cha mẹ hy sinh hết sự nghiệp, hết gia tài cho cái người con mà dở đó. Bằng giá nào thì người cha người mẹ vẫn thương yêu con và chăm lo cho những người con dở nhất. Và điều thứ hai, có khi thì cha mẹ già rồi thì hay thay đổi thay, thay đổi tánh nết. Mỗi một trường đoạn lứa tuổi của một con người khi đứa bé sanh ra, 5 tuổi đứa bé đã sẽ khác lúc mới sanh. Rồi 10 tuổi sẽ khác, rồi 15 tuổi sẽ khác, 20 tuổi sẽ khác. Con cái trưởng thành theo năm tháng và mỗi một lứa tuổi con người sẽ tính cách sẽ khác đi. Và khi trưởng thành thì con người sẽ khác nữa và khi dần dần khi chúng ta trở về già thì người già sẽ trở lại giống như tánh tình sẽ trở lại giống như con trẻ có khi lẫn có khi quên có khi lú lẫn có khi quên điều này có khi quên điều kia và cũng có khi trở nên khó tánh vì tuổi tác vì tuổi cao sức yếu có khi lại không chung sống được với những người con ruột của mình hoặc là con ruột có gia đình thành công thì có con dâu có con rể có khi cha mẹ lâu rồi không sống chung với lại con cái cho nên là cha mẹ sẽ khó phù hợp tính cách tính tình với con ruột và với con dâu con rể cho nên có nhiều khi cha mẹ khó để về sống chung với con cái nhưng mà ông bà chúng ta xưa nay đó thường sống chung với các nhiều thế hệ người ta nói rằng đó là dưỡng nhi đẩy lão cha mẹ nuôi đứa trẻ khi thơ ấu để khi về già, cha mẹ nhờ lại con thơ. Khi con đó đã trưởng thành, sẽ có nhiệm vụ giúp đỡ lại cha mẹ. Nếu không giúp đỡ cha mẹ thì ai sẽ lo cho cha mẹ của chúng ta đây? Đó là cái bổn phận làm con, phải hiếu thảo với cha mẹ. Và cái cảnh mà khi cha mẹ già với con cái đã trưởng thành 4 năm, 40 tuổi, con 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, thì những người cha mẹ 70, 80, 90 tuổi sẽ 100 tuổi sẽ rất là cực khi mà chung sống với cha mẹ đó là cái cảnh cảnh chung và những người làm cha mẹ con cái chúng ta sẽ tìm tiếng nói chung để hỗ trợ cho nhau và đó là mong mỏi của tổ phụ người Việt chúng ta bao đời truyền dạy lại về nhân cách, về đạo đức, về tình thương của gia đình, của những thế hệ gắn kết với nhau để dưỡng để nuôi dưỡng nhau và giúp đỡ cho nhau cái bản tin này cho chúng ta mỗi người trong chúng ta có những điều phải suy ngẫm và chúng ta vẫn kêu gọi cộng đồng có tình yêu thương và đặc biệt là những người con khi trưởng thành hãy giúp đỡ cho cha mẹ mình có khi đó là vì à, có nhiều khi cha mẹ là lấy lấy của người con khá để cho người con dở nữa nhưng mà nếu là chúng ta đối với những người mà 3, 4, 50, 60 tuổi mà trưởng thành chúng ta có cơ hội thành công thì chúng ta đừng nghĩ tới những anh em để chúng ta so đo nhưng chúng ta hết lòng với những người cha mẹ chúng ta cưu mang và hỗ trợ tận lòng để tặng cho những người cho người mẹ bán vé số trong câu chuyện này và cho những người mẹ của chúng ta đó là mẹ là điều ru dịu dàng ngậu ơ ý a à, dẫn con vào đời một sớm hai n... một sương hai nắng tạo tầng hôm sớm để dẫn đưa sớm hôm để con nên người công ơn của cha mẹ như nước chảy trong nguồn trọn đời con kính yêu mẹ tạ ơn cha mẹ đã sinh thành dìu con qua bão giông mưa nắng Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Việt Sky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Quý vị có thể bấm subscribe, đăng ký kênh youtube Việt Qua TV để theo dõi những bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày được an yên, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng, kính chào.